Đức Thánh Cha Francisco trao tặng 50.000 euro cho đảo Hy Lạp bị động đất. Theo CNA cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 50.000 euro cho người dân đảo Lesbos Hy Lạp đang hồi phục do trận động đất vào hồi tháng 6. Đức Tổng giám mục Nicolas Printezis, giám mục của Naxos, Antiros, Tinos và Mykonos cho biết, sự đóng góp của Đức Thánh Cha là dấu hiệu cho thấy sự gần gũi của Ngài đối với những người đã chịu hậu quả của trận động đất. Vào ngày 12 tháng 6, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra ở vùng bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ và hòn đảo Lesbos ở Hy Lạp, giết chết một người và có xấp xỉ 800 người phải dời cư, cũng như phá hủy cơ sở hạ tầng từ tỉnh Izmir, Aegean, Thổ Nhĩ Kỳ đến thủ đô Athens, Hy Lạp. Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải, gọi tắt là EMSC cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm khoảng 50 dặm về phía tây bắc của thành phố, ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ Smyrna và 9 dặm về phía nam của Lesbos. Đức Thánh Cha Francisco đã thăm đảo Lesbos vào năm 2016 vì đây là một điểm nhập cư chính cho hàng ngàn người tị nạn chạy trốn bạo lực ở những nơi như Iraq và Syria. Trong chuyến đi đó, Đức Thánh Cha Francisco đã đem 12 người tị nạn Syria về cùng Ngài, trong đó có 6 trẻ em. Nhà cửa của họ đã bị đánh bom và Vatican trông nom việc tái định cư của họ. Hiện tại có khoảng 3.500 người di cư ở Lesbos chờ kết quả của các đơn xin tị nạn hoặc bị trục xuất. Theo tờ New York Times, các nhân viên cứu trợ không báo cáo thiệt hại hoặc thương tích tại các trại tị nạn do trận động đất gây ra. Trong những ngày tới, một đại diện Tòa Thánh Vatican sẽ thăm Lesbos và trao tiền của Đức Thánh Cha gửi tặng.